Khương Ngọc, Hoàng Phi, Hồng Ân, Trang Trần, Jackson, Kerry, Phùng Ngọc Huy, Jessica. Những gương mặt xuất sắc nhất qua các hành trình tìm kiếm cặp đôi bạn đường hợp ý cùng hai gương mặt được khán giả bình chọn. Họ sẽ cùng quay trở lại để tham gia vào loạt hành trình đặc biệt cuộc đua của những nhà vô địch đầy cam go và hấp dẫn. Hai đội chơi, mỗi đội gồm một nghệ sĩ Việt Nam và một người bạn đồng hành nước ngoài sẽ tiếp tục đấu đối kháng với nhau thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên suốt chặng đường di chuyển quy định. Bước vào cuộc đua, hai đội chơi sẽ luôn song hành với nhau trong suốt hành trình. Tính cạnh tranh giữa hai đội chơi sẽ trở nên quyết liệt hơn khi mỗi ngày ngoài những nhiệm vụ riêng cho từng đội như thường lệ, hai đội chơi cũng sẽ phải trực tiếp đối đầu nhau trong các nhiệm vụ đối kháng gay cấn. Trong cuộc hành trình lần này là các thành viên các đội và các cặp thi đấu sẽ được xáo trộn và được xác định bằng việc bốc thăm. Xem bạn sẽ về ai nhá. Ok. Chúc anh như thế. Jessica. Trang Trần. Phùng Ngọc Huy. Đây, anh Hương Ngọc sẽ đi cấp 3. Huy đủ rồi. Là ai? Là gương mặt được yêu thích số 3 thì sẽ đi rất là khó. Như vậy, sau lượt bốc thăm đầu tiên, các đội chơi và các cặp thi đấu đã lần lượt được xác định. Các đội chơi lần này đều là những đối thủ đáng gờm, kỳ phùng địch thủ của nhau, hứa hẹn sẽ đem lại một vòng đua gay cấn. Bây giờ chúng ta hãy đọc nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Mỗi đội chơi sẽ được cung cấp một bộ dụng cụ đánh bắt cá, bao gồm một tay lưới và một cây gậy. Hai đội chơi sẽ phải thực hiện nhiệm vụ thả lưới đánh cá trong thời gian 20 phút. Trong thời gian quy định, đội nào đánh bắt được nhiều cá hơn, tính theo số con, sẽ được 15 điểm, đội thua chỉ được 10 điểm. Bây giờ bạn Tuấn sẽ chỉ các bạn làm sao mà bắt cá bằng lưới. Xin mời bạn Tuấn. Dạ, chúng lấy lưới theo đường thúng xong bỏ mí xuống nước. Xong bài thúng đi bắn ra từng cọng từ từ, trả ra. Xong quánh hết lưới, xong lấy cây xuống nước, đập lưới, đập xuống nước cho xì cá cho chạy ra đám. Đứng ở giữa vòng đập. Dạ. Tức là mình bỏ xung quanh hết, rải ở xung quanh hết, rưỡi lái xuống. Mình ở trên đó mình quánh thẳng xuống. Thẳng xuống đó mình kéo hai, kéo dọc vậy hả? Đuổi cho cá cho nó chạy vô cái gì? Dạ. 20 phút. Bắt đầu. Còn 5 phút nữa, 5 minutes. Các bạn phải có lưới trong thuyền nha. Anh Hậu sẽ là trọng tài đánh cá. Bây giờ chúng ta hãy đánh cá của bên này trước. Được chưa?
Yeah, it's full. Oh wow, that's cool. Oh, this is a cool looking fish. Thấy mấy bạn, mấy vị có thấy cái này chưa? Đẹp lắm ạ. Tám, chín, mười, mười một, mười hai, còn nữa, còn nữa, mười ba, mười ba, tổng cộng là mười ba à, anh Hậu, mười ba con. Thông báo bên nội của Quỳnh Ánh và dây sinh vật mười ba con. Bây giờ chúng ta hãy tính bên kia là bao nhiêu. Ok. Để thông báo bên này là chỉ được hai con thôi. Hai con, hai người, hai con. Đấy, mỗi người một con. Vậy là trong lần này, trong nhiệm vụ này phần 2 là các bạn được 10 điểm, còn đội của các bạn được 15 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tại cầu tàu tại Mỹ Tân của Phan Rang. Nhiệm vụ là như sao? Trong 10 phút, thành viên Việt Nam sẽ phải đi tìm và ghi nhớ 5 em nhỏ có đặc điểm nhận dạng ấn tượng tại khu vực làng chài Mỹ Tân, Ninh Hải, Ninh Thuận và phải chụp hình xác nhận với 5 em được chọn. Sau đó, người bạn Việt Nam sẽ có 5 phút để miêu tả những nét đặc trưng của 5 em nhỏ đã chọn cho người bạn đồng hành. Lưu ý là không được cho xem hình. Nhiệm vụ của người bạn nước ngoài là phải đi tìm 5 em nhỏ này dựa trên những miêu tả và thời gian dành cho việc tìm kiếm là 5 phút. Để giúp đỡ các bạn tìm được những người mà đặc trưng thật sự, xin mời ăn kẹo Double Meat. Để đảm bảo là hai bạn không thể nào biết được là hai bạn người Việt Nam tìm được ai, thì họ sẽ vào xe này rồi đợi đến khi nào là hai bạn kia đã về đây. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ đây nha. Mà quy định là các bạn phải đi từ đây khoảng 100m mới bắt đầu có thể chụp hình nha. Các bạn sẵn sàng chưa? 10 phút bắt đầu. Đứa nào theo anh? 5 đứa theo anh đi, theo anh 5 đứa nha. Ok, good. Em là một nè, chụp danh tấm hình nè. Con tên gì? Hả? Bé lớn hơn, con tên gì? Diễm Linh. Diễm Linh hả? Linh Hành, nhớ Linh Hành nha. À, Linh. Rồi, con coi nè. Nó mắt rất là xinh. À, con mặc đồ đỏ không? Con có nhiệm vụ ngồi ở đây nha, để một tí nữa chú nước ngoài đi tìm con. Để con mà thấy cái chú nước ngoài, cái chú nước ngoài á, thì con để chú B, chú B lên về để chú nước ngoài. Con là không được đi đâu hết nha. Chụp danh tấm hình nha. Ok, chụp danh tấm hình. Oh, các anh. Ok, come here. Ok, đi chụp ra không nha. Rồi lát đứng đây nha, đừng có đi về nha, lát này chập 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 chị kia nha. Ok. Là chị cái chó kẹo. Bé này hả? Cái này à. Con tên gì? Tiên hả? Tiên hả? Tiên. 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 Tiên mà Tiên đâu? Tiên. Quay ra cho chú chụp hình. Mặc áo màu hồng không? Con nhỏ người tóc dài. Con ngồi ở đây nha. Tiến sẽ có một chú nước ngoài đi tìm con. Em chụp danh nha, chụp danh tấm hình đi. Không. Em chụp tấm hình nha. Ok. Ok, không. Thôi rồi, ra đây, ra đây, ra đây. Nhìn chưa? Thứ hai, thứ hai, thứ hai. Chụp
Dạ cho bé ngồi ở đây một chút. Đừng có đi đâu á nha. Không được đi đâu, mẹ xin về hay gì nó chờ con một chút con. Chị nhờ cái nha. Ai có thích chụp không? Chụp nha. Ok. Ba phút rưỡi nữa. 3.5 minutes, 3 phút rưỡi nữa. Ok, 2 tiếp được. Ok. Ok, chụp thời gian nó thế này. Ok. Con tên gì? Hồng hả? Tiên Hồng. Con đợi nón xanh thôi. Đứng đây nha. Đứng nha, không có được đi đâu nha. Không có được di chuyển gì đâu, bất cứ nơi đâu nha. Con ở đây nha. Lắc cái chị tay, chị tay kia, chị tới, chị gặp em hả? Ok, nha, ok. Ok. Từ từ, đưa tay lên. Rồi. Lại đây con. Con tên gì? Hả? Hả? Kiếm hả? Kiếm. Bé tên Kiếm, không có được đi đâu, cầm nguyên hiện trạng vậy luôn nha. Cầm cái ly để vậy luôn nha. Không có thay đổi nha, không có được đi đâu hết nha. Đứng xin nha, tại chỗ nha. Hết rồi. Rồi, đứng hết. Đứng nha. Như vậy là các bạn Việt Nam đã chọn 5 em rồi. Và tới phần các bạn Việt Nam phải miêu tả cho những người nước ngoài thì 5 em đó như thế nào để họ có thể đi tìm. Các bạn sẽ có 5 phút. Rồi. 5 phút, bắt đầu. Okay, so the, you know the kid white on the white, yeah, with the little dog, like you, yeah, remember, yeah, yeah, that? Yeah, okay, yeah, yeah. The first. The first. Yeah. Is a girl. Okay. A girl, name Lin. Lin. She wear a red hat. Okay. Yeah, red hat, maybe a cold, a red cold look. Okay. She sit on the chair. And the second is like the blue one, the girl. Yeah. Eat something, you remember that? Oh, earlier. He drives motorcycle, yeah. Eat. Okay. Okay, blue one with the flower, white flower. Yeah, the white, yeah. And the second girl, named Ting. 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 Okay. She sit that near many women around. Ting. Yeah, women. Yeah, no, but her name is Ting. Ting. And all the two guys, they wear like a R, I, B, or D, you know, R, D, and ER. Oh, Ripta. Okay. Okay, so one yellow, and another one is green. The third. What about her clothes? The third is Hong, a girl with a blue green hat. Okay, on a green, on she wear green. Okay. All green. Yeah, and all the four girl, is a boy. Little girl. Yeah. She drinking. She bring a cup of tea. A glass. Okay. Kim. Okay. His hair is curl. Okay, curly hair. Yeah, curly him. Hair. Kim. Okay. Yeah. Okay. And the last girl is 2 phút nữa. Còn 2 phút. Two more minutes. Yeah. Ngân, maybe. Bing, she still stand up with a Mickey hat. Mickey hat. Okay. Ngân. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với phần tiếp theo của chương trình chúng ta. Đó là những người nước ngoài sẽ đi tìm 5 em và hy vọng là các bạn có thể biết được những người đó là ai. 10 phút. Bắt đầu. Bắt đầu. Em tên là gì? Em là Sáu. Nhưng mà anyway là em tên là gì? Lên. Ok, cảm ơn Lên. Câu cái chỗ rồi. Come on, I'm
Hồng. Ok, this is Hồng. Hồng. Ok, cảm ơn Hồng. Xin chào. Em tên là gì? Kiếm. Kiếm. À. This is Mr. Kiếm. Mr. Kiếm. Bạn nghĩ là đoàn đồng hành của mình có thể tìm được năm ai đó không? Em nghĩ nếu mà mấy đứa con nít khác nó không bu lại đông lại nhiều quá thì nó phải dễ dàng nhận biết hơn. Còn mà sao nó bu đông như vậy, nhìn chung quanh là em nhìn từ xa em đã thấy rối rồi đó, huống hồ chi là bạn em đi tìm. Còn Hồng Vân nghĩ sao? Em nghĩ thì cũng khó, mặc dù là đã đi tả tìm đồ đó rồi, nhưng mà nhiều khi em nó giống nhau quá, và là có thể là xuất hiện một em nào đó mặc đồ giống vậy nữa là tiêu. Không còn chiến lược của Hồng Yên đâu, nghĩ rằng là giờ tìm thứ nào mà có những cái mặt cũng như là cái đồ hơi mà rực rỡ sạch sẽ dễ nhận biết một chút. So I've had the guy with the white shirt, the girl with the Playboy jacket, the girl in the blue, and then him as well, okay? And I need yellow. Spelt the word wrong on one of the kids that said rider on his shirt. He said R-I-P-D-E-R, but I'm pretty sure it's this kid because they're both wearing the same shirt but in different colors and the colors that he described. So I think that he just spelt it wrong. So I'm 90% sure, but they were super enthusiastic, so it was easier to find them. And when I made eye contact with them, they realized that what I was doing. Hello. Em tên là Nghĩa. Tên gì? Bên đây chào anh Giang. Nghĩa. Nghĩa. À, ok. Smile. Mặt vui. Mặt vui. Thời gian hết rồi, xin mời hai đội về lại đây. Vậy thì bên Hồng Vân thì Jessica có chọn đúng năm em không? Đúng rồi hả? Còn bên Nguyễn Ánh là có đúng không? Đúng, ok, đây bây giờ để kiểm tra xem. Có phải đây là con không? Đúng rồi, ok. Sáng, có phải đây là con không? À, đúng rồi. Có phải đây là con không? Đúng là con nè. Có phải đây là con không? Không. Có phải đây là con không? Không. Ok, chấp nhận là chính xác. Vậy thì đội này được 20 điểm. Cảm ơn em nhiều. Ok, con về đội này. Có phải đây là con không? Đúng rồi. Sai rồi. Có phải đây là con không? Không, đúng rồi. Chính xác luôn. Có phải đây là con không? Đúng rồi. Có phải đây là con không? Đúng rồi. Có phải đây là con không? À đúng rồi. Ok, vậy thì đội này cũng đúng 5 em luôn. Vậy thì chúc mừng hai đội đều chọn 20 điểm. Thì xin cảm ơn 10 khách mời của chúng ta đã làm việc rất là tốt ngày hôm nay. Ok, thank you. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại thành phố Phan Rang Tháp Chàm để thực hiện một nhiệm vụ đối kháng trước khi chúng ta thực hiện
câu hỏi hiểu ý cuối cùng của hành trình của chúng ta. Ok. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta đang đứng tại khu quảng trường của trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Một khu quảng trường rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ ở đây mà các bạn sẽ phải giao lưu với những người dân và sẽ phải biểu diễn nhạc một cách rất là hấp dẫn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đọc nhiệm vụ của chúng ta nha. Trong 15 phút tại quảng trường trung tâm thành phố Phan Rang, mỗi đội phải tìm thêm 5 thành viên cho đội mình để thành lập đội văn nghệ đáp ứng các điều kiện sau. Các thành viên phải nằm trong độ tuổi 10, 20, 30, 40, 50 hoặc 60. Số lượng là 3 nam 2 nữ và biết hát. Trong thời gian quy định, đội tìm đủ thành viên đúng theo điều kiện yêu cầu sẽ được 5 điểm. Hết thời gian mà hai đội chơi vẫn chưa tìm đủ người thì phải tìm tiếp, trễ 1 phút trừ 1 điểm. Để giúp đỡ các bạn, mời những người dân để giúp đỡ mình. Thì xin mời các bạn mời họ ăn kẹo. Thank you. 15 phút, bắt đầu. Ồ, mấy em có hát được giúp anh không? Dạ, con chào mấy bé. Em có hát, dạ. Em hát được không? Dạ, không. Tại vì anh chuẩn bị làm cái game show á, chuẩn bị hát 5 người, chọn 5 người để hát mọi người. Đâu nha. Mời em được mấy bé nha. Hát được không? Em hát được không? Em hát được không? Em hát được không? Tiếng Việt, tiếng Việt. Ok, good, good. Ok, em mấy tuổi rồi? Dạ, em 18. Ok, 18, em mấy tuổi? Em 22 tuổi. 22, ok, là U22. U18 đúng không? Dạ. Ok, là hai người, ok. Hát không? Và hát bài gì mà được chứ biết. Con chưa biết nữa, nhưng mà nói chung cũng nhạc ở quê hương mình thôi. Biết chết, biết sao, ok, chỉ hát karaoke được. Dạ. Vậy có gì chú giúp con nha? Con hỏi chú tên gì? Mỗi lần đó. Nguyễn Công Tánh. Dạ, chú. Anh có thể giúp em, đang chơi cái chương trình của HTV, chương trình Bạn Được Học Ý á, sẽ hát một bài hát có 5 người hát chung như tụi em sẽ chỉ một bài hát. Cho nên là anh là chất ba mấy rồi đúng không? Ok, vậy anh có thể hát đứng chung như tụi em hát một bài tập để lên truyền hình nhé. Anh tên là gì? Tùng. Bây giờ chúng tôi làm phim game show. Can you come sing song with me? Yeah. Okay, come. No. Oh, Lemon. No. Come sao we? No, run, just sing. Không chạy được. Đâu. Okay. Xin lỗi. Cảm ơn lòng gì anh em sẽ tất em sẽ qua đón anh qua đấy nhé. Cảm ơn. Xin lỗi chú tên. Tên Bằng, dạ, mời chú, là chú là 4 mấy hả chú? 4, thì đại hoạt trong hàng U4 đúng không? Dạ, rồi mời chú qua bên này giùm con nhé. Bài hát cái gì mà nó... Dạ, sẽ đưa, ban tổ chức sẽ đưa một bài hát, rồi con sẽ tập cho mọi người hát. Con là ca sĩ Hồng Ân, con sẽ tập cho cả nhà, 3-5 người hát. Xong rồi hát với người nước ngoài nữa, xong rồi sẽ được quay hai đội để thi giao lưu với nhau. Rồi khán giả là những người khán giả ở đây sẽ bình chọn là bài nào được giải. Dạ, yeah. Mời chú Bằng qua. Ok, so mấy người rồi? One, three men. We need one lady. Cảm ơn. Chị cũng được luôn. Nha, ra anh giúp em. Anh được thấy người ở đây. Dạ, thấy ở ngay đây nè. Dạ, một tí thôi em đi tìm. Anh cứ ngồi đây nha, có gì. Ồ, đúng rồi, được, quá được. Bây giờ cô còn hát, tụi con chỉ có hát bài. Ví dụ có hát bài giờ, phải duyên được cho cô năm nay. Cô năm mươi mấy lỡ. Ok, năm mấy cũng được. Con nhỏ năm mấy nè. Hàng năm, hàng sáu là ok. Bây giờ cô là hát được đi với con này. Lên HTV7 chương trình dễ thương lắm. Hát cái gì không biết. Ok, quá hát cái vui nha. Ok, thế đẹp. Đẹp. Mặt mô này mà đẹp đó. Không sao đi, cô hát, cô hát đi con. Đây này, chị đi hát nè. Chị hát hay là cô? Không có thể. Thì bây giờ con sẽ, cái chương trình này là khi con sẽ tập một bài hát đó. Thì mấy cô hát một bài, lát con sẽ qua tập khoảng 15-20 phút. Rồi bắt đầu mình thi. Mình thi xong cái là có khán giả là sẽ chọn người, 9 người sẽ đứng làm khán giả. Rồi chọn bài nào hát. Điểm như con mặc đồ mô vậy. Bây giờ
mà qua quốc bài không không qua 20 thì sẽ hát được. Xong rồi những người từ độ tuổi 10 tuổi rồi. Cảm ơn chú. Mời chú qua luôn. Hello. Hello, hello, hello. No, please. Chị, cô, không sao. Không sao. Cô tên là gì? Đào. Đào. Đào có bao nhiêu tuổi? 26. Làm ơn. Làm ơn bài làm phim game show. Yeah. No, no, không sao. Just move foot, okay? Không sao. No. Anh! Cái này đẹp lắm con, mặc đồ này con lên, mặc đồ xấu gì. Quá đẹp, đồ này thun giống con nè. Thôi giờ cô đi qua hát cái con, xin lỗi cô tên gì nhỉ? Chị Cúc, ok. Ok. Mời cô. Dạ. Let's go. Đi cô, cô. Dạ. Anh Băng, đi anh Băng. Mà một hai anh hai ba em là em tên là Tài Linh anh Bằng ok ok không 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 sao one more minute một phút nữa we gotta ok anh đủ rồi anh Aaron ok ok I have point ok cô bao nhiêu tuổi u 50 53 tuổi rồi, đây là anh Tài 23 tuổi. 23 tuổi. U20. Đây là em Linh. 18 tuổi. 18 tuổi. U10. Và đây là anh Bằng. Bằng. U40. Là bao 42. Nhiêu tuổi? Anh bao nhiêu tuổi? 42 tuổi. Anh Long U3. 38. Ok. Cảm ơn hai bạn. Được. Rất điểm. Yeah. Chú 60 tuổi. Còn anh bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Còn em bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Yes. Còn bạn bao nhiêu tuổi? Nhiều. 26 tuổi. Còn anh bao nhiêu tuổi? 40. Ok. Chúc mừng các bạn được 5 điểm.